Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, nhà ở không đơn giản là nơi chỉ để trú ngụ ngày nắng ngày mưa, mà người xưa tin rằng nhà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tài vận của gia chủ cũng như là cuộc sống của cả gia đình sau này. Đối với người Á Đông nói chung thì người Việt nói riêng thì khi xây nhà phải đặc biệt chú ý đến xem tuổi và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà. Do vậy, việc xem hướng khi làm nhà đã trở thành một tập tục quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Nhưng không phải ai cũng biết những hướng nào tốt, hướng nào xấu. Vậy, hướng nào là hướng tốt cho gia chủ tuổi Canh Dần? Năm Canh Tý 2020, người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên động thổ hay không? Nếu làm nhà thì sai hướng sẽ ra sao? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đục thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất là phải xem xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cắt bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên thì để việc xây nhà được hay không thì ta sẽ đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu tuổi Canh Dần năm 2020, 71 tuổi bị phạm kim lâu nên năm 2020 không thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoàng ốc năm 2020, Canh Tý gia chủ 71 tuổi, theo cách tính hoàng ốc sẽ phạm phải nhị nghi tứ thất địa sinh tài, tuổi đẹp để gia chủ làm nhà, cất nhà. Khi số nhà cửa hưng vượng thì gia chủ làm ăn phát tài phát lộc, tuổi này nên làm nhà. Xét đến tam tai thì người tuổi Canh Dần cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm làm nhà 2020 Canh Tý theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tóm lại, tuổi này không nên làm nhà vì phạm kim lâu. Nếu gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Tuổi này thì không nên làm nhà. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cắt lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cắt lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn được những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cắt lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta lại phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cắt lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng tuổi năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1950 Canh Dần, nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Khảm Thủy, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Canh Dần, cung Khôn xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy tuổi này có bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta xét đến tuổi 1950 nam mạng xây nhà năm 2020 từng hướng xem cát hung như thế nào. Đầu tiên là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm tuế phá và tam sát
hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Dần nam mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh đại hung. Tuổi Canh Dần xây nhà hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Dần khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi vì khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng bàn hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng ngày làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Canh Dần nam mạng xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ. Trước khi xây nhà thì thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần năm 1950. Vì vậy, tuổi Canh Dần khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng bàn hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần năm 1950. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nhưng nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để có thể được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng tuổi Canh Dần sinh năm 1950 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lập Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tương quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp với hướng tuổi Canh Dần sinh năm 1950.
Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến. Cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành, may mắn. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tương quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa, đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ rất cát. Tuổi Canh Dần xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ. Thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi 1950 Canh Dần Nam Mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài thì gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này, cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào Đông Nam thuộc ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết và cụ thể. Với năm mạng Canh Dần 1950, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mang ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa,
Tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xảy nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng đông nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần 1950. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Canh Dần xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Canh Dần nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn cùng theo dõi video tiếp theo. Với nữ mạng Canh Dần cung khảm thủy thuộc đông tứ mệnh, người mệnh khảm thủy. Người mệnh khảm thủy thì có bố hướng tốt là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam thì sinh khí. Bốn hướng xấu là Tây họa hại, Tây Nam thì tuyệt mệnh, Tây Bắc lục sát, Đông Bắc ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn từng hướng. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ làm biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Dần xây nhà và ở hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng. Được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Canh Dần xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hoa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hoa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái, tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên xây nhà tọa hướng đông tuyệt đối, không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ lòng biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tuổi Canh Dần xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tương quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa, đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm 2020 Canh Tý Cửu Tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối, không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết tròn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Canh Dần xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng được họa hại, mà là sao lộc tổn thuộc thổ hướng Tây Nam tương quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần 1950. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5, năm 2020 bát bạch tài tinh đào đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới. Với nhà tọa Tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Canh Dần năm 1950 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây, tuổi Canh Dần nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách phong thủy, hoặc là tìm hiểu những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần.
Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Với nữ mạng Canh Dần 1950 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chật chật theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Dần. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn Thìn Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng Tốn và tọa hợi hướng Tị phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi 1950 Canh Dần nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn, Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Canh Dần 1950 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Canh Dần khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải được cách cục nhà không hợp hướng với nữ tuổi Canh Dần 1950. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại cả đời mà mỗi chúng ta phải hết sức thận trọng và lưu tâm. Trên đây là những kiến thức mà phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Canh Dần nam mạng và nữ mạng.
Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự ủng hộ này mà đội ngũ chuyên gia, chuyên viên của chúng tôi có động lực để thực hiện các video đem lại những thông tin bổ ích về những kiến thức phong thủy tử vi. Quý vị hãy chia sẻ video này đến người thân, bạn bè để họ cũng nhận được những thông tin bổ ích từ Phong Thủy May Mắn nhé. Chúc quý vị chọn được hướng nhà phù hợp để rước lộc vào nhà, ngũ phúc lâm môn, kim ngọc mãn đường.